Đi Miu, đi Miu. Dậy đi Miu ơi. Hai chị sắp đi làm rồi mà Miu vẫn còn ngủ thế này à. Dậy đi. Qua trả tiền kia rồi đúng không? Tiền gì? Tiền bạc kia trả rồi. Chắc con mặc quần 50 không? Đi về thật nhé. Con đi sang bà ngoại tí đây. Đi thực tập ở gần đây mà. Và cho về cho nấu cơm cho chúng nó này nha. Tắm rửa đi rồi ăn cơm nhé. Ừ.